Chiều ngày 28 tháng 9 tại Hà Nội, Đảng Bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự còn có Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã vinh dự đón nhận huy hiệu cao quý của Đảng. Trong suốt 50 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trên các cương vị công tác, dù ở bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn kiên định tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, người cán bộ quân đội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng với đó, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trao tặng đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch thể hiện sự quan tâm sâu sắc, ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với công lao cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Đảng, sự nghiệp xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội ta. Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự trưởng thành lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại và Quân ủy Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bản thân rèn luyện, phấn đấu trưởng thành. Với vinh dự, tự hào được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, tôi nguyện tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, suốt đời học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu về mọi mặt, làm tròn chức trách nhiệm vụ của người đảng viên cộng sản. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch là cán bộ phát triển từ người chiến sĩ, được tôi luyện trưởng thành trong chiến đấu trên các chiến trường Đông Nam Bộ và chiến trường Campuchia. Trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch luôn thể hiện phẩm chất của người cán bộ ưu tú, xuất sắc, đóng góp nhiều công lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển trưởng thành của quân đội.